phóng viên liên tục bị đá, rút vào bụng. Thậm chí khi bị đánh ngã, nằm ôm đầu dưới lòng đường, các đối tượng này vẫn không nương tay. Hệ quả là phóng viên quay phim phải nhập viện điều trị đa chấn thương. Đây là những hình ảnh nhóm phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi đang chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện thuộc địa bàn quận Đống Đa vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 bị can về tội cố ý gây thương tích. Cuối tháng 5 vừa qua, một nhà báo của báo Tiền Phong cũng bị một số đối tượng gọi điện đe dọa giết cả nhà khi đang nhập vai điều tra mua bán đất nông nghiệp trái phép để thi công một số tuyến đường giao thông ở Đắk Lắk. Liên tiếp có 2 người đàn ông sử dụng cùng một số điện thoại thay nhau gọi đến số máy của nhà báo, dùng những từ ngữ thô tục, đe dọa, uy hiếp tính mạng của anh và gia đình. Người này bắt đầu là văng tục chửi bậy, dọa nạt, đe dọa là giết hết cả nhà tôi, rồi là giết cả họ hàng, rồi là nếu mà tôi mà bước chân xuống lại cái khu vực huyện Cư Quyên thì ông ta sẽ chặt chân tôi. Khi nhận được những cuộc điện thoại đe dọa đó, anh đang ngồi cùng gia đình. Cuộc điện thoại đe dọa này đã làm cho người thân của anh vô cùng bất an và ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các thành viên. Tuy nhiên thì nói gì nói thì người nhà của mình rất là hoang mang, ảnh hưởng đến tinh thần như là tâm lý là bất an. Em cũng lo lắng có thể là biết đâu đấy đi ra đường hay gì đấy có thể bị các đối tượng sẽ tìm cách gây sự hoặc là trả thù. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, báo Tiền Phong đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Hiện cơ quan công an huyện Cư Quyên đang tiến hành xác minh, trích xuất các dữ liệu liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định. Việc bị hành hung, cản trở trong quá trình tác nghiệp, chính các phóng viên của báo Dân Việt cũng đã trải qua. Công an đến cũng đến thế thôi. Hình ảnh này được ghi nhận vào tháng 3 vừa qua. Nhóm phóng viên của báo Nông Thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt đang bị cản trở, hành hung trong quá trình phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đà Bắc, tác nghiệp ghi nhận tại nhà máy giấy Thuận Phát ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, xả thải, hoạt động chui trong thời gian chấp hành quyết định đình chỉ. Nhóm người tự xưng là giám đốc, bảo vệ của nhà máy sử dụng lời lẽ thô tục, đồng thời có hành vi giật máy ảnh, túm đánh phóng viên. Hành vi của nhóm đối tượng này không những mang tính côn đồ mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật. Theo luật sư, cần phải xử lý nghiêm những đối tượng này để không tạo thành tiền lệ xấu. Hơn nữa là cái vụ việc xảy ra ở Đà Bắc Hòa Bình vừa rồi, nó có mang tính chất thời sự và nhận được cái sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. Cho nên cái việc mà giải quyết cái đơn tố cáo và xử lý các đối tượng có cái hành vi vi phạm pháp luật, cản trở cái hoạt động tác nghiệp báo chí, xâm phạm vào tính mạng sức khỏe hay là hủy hoại tài sản của các anh em phóng viên báo chí thì cũng cần phải được xử lý một cách nghiêm minh kịp thời thì mới có tính chất đảm bảo các cái pháp luật của nước ta được thực thi, đồng thời là cũng có tính chất răn đe đối với những người sẵn sàng là đang có những ý định có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm đến cái hoạt động tác nghiệp báo chí. Khi các phóng viên dấn thân vào các điểm nóng, làm các đề tài nóng, nhạy cảm, rất cần có những yếu tố bảo hộ để họ an toàn và đảm bảo hiệu quả thông tin. Vụ việc đe dọa, cản trở, hành hung phóng viên khi tác nghiệp xảy ra rất nhiều. Tuy nhiên, số lượng vụ việc được xử lý đến cùng lại rất ít. Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhận định các vụ việc hành hung phóng viên tiếp tục tái diễn và ngày càng nghiêm trọng hơn. Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhấn mạnh cần xem xét xử lý hình sự để tăng mức răn đe, đồng thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Đối với các cơ quan pháp luật thì khi những cái trường hợp xảy ra là cản trở phóng viên xảy ra ấy, thì Hội Nhà báo luôn luôn có cái công văn đề nghị là phải xử lý nghiêm, tức là không chỉ dừng lại ở cái việc mà xử lý về mặt hành chính, mà đối với những vụ việc nghiêm trọng là phải xử lý về mặt hình sự nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Với những hình thức răn đe về mặt luật pháp, về xử lý hình sự thì sẽ có tác dụng hơn nhiều so với việc ta chỉ dừng lại ở xử lý hành chính. Trở lại câu chuyện của phóng viên báo Dân Việt bị hành hung.
Đã 3 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc đến nay, cơ quan công an huyện Đà Bắc vẫn chưa đưa ra kết luận. Nhóm đối tượng cản trở, hành hung phóng viên vẫn ngang nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc cho hành vi côn đồ đó làm ảnh hưởng đến tâm lý và hoạt động tác nghiệp của những người làm báo đang đi phanh phui sai phạm, phải chăng là do chế tài xử phạt đã có nhưng chưa đủ tính răn đe? Hay do các cơ quan chức năng chưa quyết liệt trong việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo? Thông qua các vụ việc này, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để ban hành những chế tài nghiêm khắc hơn trong việc xử lý các hành vi cản trở, hành hung nhà báo, phóng viên nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho những người làm báo, qua đó tạo môi trường tác nghiệp an toàn cho mọi phóng viên, nhà báo trong quá trình hoạt động báo chí.